đoạn clip lưu lại hành động xấu xa của một đàn bà trung niên tại sân bay Nội Bài cách đây không lâu. Người này ngồi lên chiếc ghế massaging ở khu vực phòng chờ sân bay nhưng không bỏ tiền vào máy. Dù chiếc ghế phát ra âm thanh báo hiệu lượt sử dụng không hợp lệ, vua y này vẫn cố tình nằm trên đó. Đáng nói hơn cả, người đàn bà chỉ chăm chú dùng điện thoại, không ân cần kinh âm thanh kia có ảnh hưởng đến những người xung quanh hay không. Nửa đêm, ghế massaging kêu liên hồi trong sân bay vì hành động kém sang của người đàn bà. Sự việc xảy ra vào lúc 23 giờ 20 ngày 7 tháng 10. Người đàn bà rất mất lịch sự, không muốn bỏ ra chút tiền để ngồi ghế massaging thì đừng có ra đấy ngồi nữa. Đằng này, chây y khiến những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, thành viên bao gai kinh gay gắt. Không hiểu chị ta nghĩ gì. Âm thanh yên ở thế kia mà không thấy chói tai à. Chắc ý thức để quên ở nhà, một dân mạng khác bất bình. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng người đàn bà đã bỏ tiền vào trước đó nhưng hết thời gian sử dụng lại vô ý ngồi thêm, mãi dùng điện thoại nên không lưu ý đến âm thanh xung quanh. Dù vì bất kỳ lý do gì thì hành động của người đàn bà cũng được cho là thiếu ý thức và khiến đồng đội khó chịu.